Xin chào tất cả các bạn. Chúng ta đang giải đề thi tuyển sinh vào lớp 10 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai năm học 2019-2020. Chúng ta đang làm phần đọc hiểu. Phần reading chúng ta 3 điểm. Hãy đọc đoạn văn, sau đó chọn cái đáp án đúng ABCD để hoàn thành đoạn văn. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đọc ra dịch và làm. Kết bạn với một người bạn nè, nói tiếng Anh là một cách tốt để nâng cao tiếng Anh của bạn và enjoy at the same time ha. Có nghĩa là giao lưu học hỏi ha. Rồi enjoy bạn nè, bản thân anh ấy nè, herself, yourself, chỉ có enjoy bản thân mình thôi ha, có nghĩa là mình được giao lưu học hỏi, được kết bạn bè cùng thời điểm. Thôi, enjoy yourself. Nó thì không luôn luôn dễ dàng cho những sinh viên ngoại quốc nè để mà làm, để mà kết bạn là người Anh. Tuy nhiên, chúng ta dịch tuy nhiên trước là tuy nhiên không có dễ dàng để kết bạn là những người Anh. Những cái người Anh không nói nhiều với cái người mà họ không biết. Rồi chúng ta có much, many, little, any. Thì các bạn thấy là mình có từ British people. People đếm được ha các bạn. Thì chúng ta không chọn chữ much, chúng ta không chọn chữ little, bởi vì nó không đếm được, chỉ có many với any thôi. Trong trường hợp này nghĩa là nhiều ha, nhiều người Anh không nói nhiều. Rồi chúng ta chọn câu B. Họ thường tạo ra một nhóm những người bạn thân và gặp những người khác được giới thiệu bởi một trong những người bạn này. Rồi. Các bạn quan sát thì người ta đang cho chúng ta là đại từ quan hệ. Rồi, đại từ quan hệ thì chúng ta xem đây nha. Những từ kế cận đó thôi. Đây là people là người. Đây là động từ to be. Rồi. Người thì chỉ có who nè. Hoặc là who xài được thôi. Chúng ta chọn who ha, bởi vì đây là một động từ nữa nè, còn who's này phải có danh từ phía đứng trước nó và danh từ đứng phía sau, và danh từ phía sau phải nghĩa của danh từ phía trước. Rồi, nó có thể khó khăn cho một cái người, một cái sinh viên ngoại quốc để bạn ở nước Anh đầu tiên. Rồi nãy giờ chúng ta đã làm rất nhiều, họ cho chúng ta động từ các bạn. Chúng ta làm nhiều rồi, các bạn thấy nè, Mac nè, friend nè, đó, Mac nè, friend nè, Mac friend. Thì ở câu 44 thì cũng là Mac luôn. Rồi, câu này dễ rồi. Cái điều này nghĩa ha, chữ mean, rằng người ta thì không thân thiện. Điều này nghĩa là người ta không thân thiện. Điều này không nghĩa là ha, câu 45, chúng ta sẽ chọn cái không á. Thì nó sẽ hợp nghĩa hơn với cái mạch đoạn văn của mình. Còn chữ does mean không đúng, là do mean không đúng, did mean không đúng ha. Rồi chỉ có does mean, không nghĩa rằng người ta không thân thiện. Hãy kiên nhẫn và đừng assume là một cái động từ, nghĩa là giả sử là đừng có cho rằng cái người này không thích bạn. Mỗi khi bạn đã làm bạn cái mà gì đó, có thể thường rất là ấm áp ha, và có lẽ gì đó cho khóc cho suốt cuộc đời. Rồi mỗi khi bạn làm bạn thì cái gì đó có thể rất là ấm áp. Thì câu số 46 các bạn thấy nè, đây là can often be là động từ, that là đại từ quan hệ, thì đây phải là một cái chủ ngữ ha, một cái danh từ. Đây là danh từ, trạng từ, quên, danh từ nè, tính từ nè, động từ. Cái này có ly nhưng mà tính từ nha các bạn. Rồi chúng ta chỉ có thể chọn là friendship, tình bạn, hợp nghĩa hơn. Tình bạn có thể rất ấm áp, chứ không phải là bạn bè, có thể rất ấm áp ha. Và có lẽ gì đó cho suốt cuộc đời. Câu số 47,
Bạn thấy là live là sống, lúc là trong, last là kéo dài, live là rời khỏi. Thì mình chọn kéo dài là phù hợp nhất. Kéo dài suốt cuộc đời. Thậm chí nếu bạn của bạn không phải là cái người bản xứ. Rồi, nói tiếng Anh bản xứ, ví dụ vậy. Chúng ta có speaking to speak, speaker. Thì chúng ta có English speaker ha. Cái này dễ rồi. Không phải là người nói tiếng Anh bản xứ. Rồi. Bạn sẽ học được rất nhiều bằng cách nói chuyện với nhau bằng tiếng Anh. Các bạn thấy chữ it, chúng ta đoán được ở đây là each other. Kiếm chữ other bỏ vô, each other là với nhau. Có chữ each này rồi. Các bạn không dùng chữ an other hoặc the other ở đây hết ha. Rồi, nói chuyện với nhau bằng tiếng Anh. Nếu bạn thì ở nước Anh, cố gắng nè, tránh nè, kết bạn chỉ với người của ngôn ngữ của bạn hoặc đồng ý để nói bằng tiếng Anh khi bạn gặp. Rồi, câu số 50. Chúng ta có thể try. Rồi, đây là avoid, là động từ. Hai động từ đối với nhau bằng cái gì? Rồi, bằng chữ to nè. À, cố gắng tránh để làm bạn chỉ với những người ngôn ngữ của mình ha. Hoặc là đồng ý để nói bằng tiếng Anh khi bạn gặp. Rồi. Tức là đừng tránh để chỉ kết bạn với những cái người mà thuộc đất nước của mình thôi, và nói chuyện tiếng Anh với những cái người cùng đất nước của mình không nên. Rồi, vậy là chúng ta đã xong cái phần đọc hiểu của đề thi tuyển sinh lớp 10 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và mong muốn được ủng hộ kênh của các bạn. Hẹn gặp các bạn ở video tiếp theo. Chúng ta sẽ làm phần tiếp theo. Rồi, xin cảm ơn, xin chào, tạm biệt.